Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan về nền tảng Polygon Network và đồng coin Matic. Tôi sẽ chia video thành hai phần. Phần thứ nhất là thông tin về Polygon Blockchain. Phần thứ hai, tôi sẽ sử dụng sàn QuickSwap để hoán đổi các token chạy trên cái mạng lưới Polygon. Trước hết, chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất. Thưa quý vị, tiền thân của Polygon là nền tảng Matic Network. Và sau đó, Matic Network đã quyết định đổi tên thành Polygon nhằm mở rộng phạm vi dự án và tạo ra một giải pháp mở rộng quy mô tổng quát hơn. Đây là dự án mạng 2 lớp được phát triển dựa trên nền tảng Ethereum. Total Venue Lock của Polygon hiện tại hơn 4 tỷ USD và đang đứng thứ 8 sau Ethereum, Terra, BSC, Avalanche, Phantom, Solana và Tron. Xếp hạng vốn hóa thị trường của Polygon đứng thứ 18. Về cơ bản, Polygon Network được xem là giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 dựa trên sidechain và được hỗ trợ bởi Binance và Coinbase. Polygon tập trung vào hệ sinh thái Ethereum, lấy nền tảng này làm chuỗi để kết nối mọi thứ. Polygon là một nền tảng tương đối dễ sử dụng, cấu trúc chặt chẽ, chất lượng mở rộng quy mô Ethereum và phát triển cơ sở hạ tầng. Thành phần cốt lõi của Polygon là Polygon SDK, một khuôn khổ module linh hoạt trong việc hỗ trợ xây dựng đa dạng các loại ứng dụng. Thông qua những công cụ linh hoạt và dễ sử dụng được trang bị cho các nhà phát triển đã giúp đẩy nhanh quá trình thay đổi Ethereum thành một hệ sinh thái nhiều chuỗi hiệu quả, còn được gọi là Internet of Blockchain. Đến với Polygon, người dùng có thể tạo Optimistic Rollup Chain, ZK Rollup Chain và các loại sidechain khác. Ưu điểm nổi bật của Polygon. Ưu điểm thứ nhất đó là tính năng mở rộng. Polygon hỗ trợ giao dịch nhanh chóng với mức chi phí thấp, an toàn trên mọi sidechain. Đó là ưu tiên hàng đầu của mạng lưới Polygon. Ưu điểm nổi bật thứ hai đó là thông lượng cao. Khi thử nghiệm ở bản testnet nội bộ, Polygon đạt đến 7.000 TPS trên một sidechain duy nhất. Nhiều chuỗi sẽ được thêm vào Polygon để mở rộng quy mô theo chiều ngang. Ưu điểm nổi bật thứ ba đó là nâng cao trải nghiệm người dùng. Polygon hỗ trợ Smooth UX từ trên chính đến Blockchain Matic và hỗ trợ cả Wallet Connect. Nhờ đó, người dùng được trải nghiệm tốc độ mượt mà, sự trừu tượng của nhà phát triển từ chuỗi chính của Polygon. Ưu điểm nổi bật thứ tư đó là bảo mật tốt. Các nhà điều hành sidechain Matic là những người trực tiếp tạo ra hệ thống POS. Do đó, Polygon luôn được bảo mật tuyệt đối, an toàn cho người tham gia. Ưu điểm nổi bật cuối cùng đó là các sidechain công khai. Polygon sidechain có bản chất công khai mọi tính chất mà không cần phải sự cấp phép và có thể hỗ trợ nhiều giao thức. Mô hình hoạt động của Polygon. Polygon có nhiều validator. Những validator này sẽ stake tài sản của họ để có quyền tham gia vào cơ chế đồng thuận POS trên các sidechain. Phí giao dịch sẽ được xác định bởi người dùng trên mạng giống như Ethereum, nhưng với thông lượng cao, phí giao dịch thấp. Các hộp màu xanh lam trong sơ đồ chain đại diện cho các sidechain và các biểu tượng con người hiển thị staking layer. Có thể thêm nhiều sidechain bên dưới lớp staking này, với nhiều sidechain màu xanh hơn được gắn bên dưới lớp staking. Thông tin cơ bản về đồng Matic, mã thông báo Matic, mạng lưới Polygon và Ethereum. Nguồn cung tối đa 10 tỷ Matic. Matic được dùng làm phương tiện thanh toán trên mạng lưới Polygon và staking. Matic hiện được niche trên hơn 200 sàn giao dịch.
Quý vị lưu ý, video mang nội dung chia sẻ thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Quý vị tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Nếu thấy video hay, bổ ích, hãy like, lan tỏa và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Tiếp theo đây là phần thứ hai của nội dung video. Tôi sẽ sử dụng sàn giao dịch phi tập trung QuickSwap để hoán đổi các token chạy trên mạng lưới Polygon. Tôi sẽ truy cập địa chỉ quickswap.exchange và đây là giao diện sàn Quick. Và tôi sử dụng ví MetaMask. Tôi đã chuẩn bị sẵn Matic để làm phí mạng. Tôi sẽ chọn vào Connect to a Wallet, chọn MetaMask, chọn Link, chọn Connect. Quý vị sẽ thấy số dư Matic được hiển thị trên giao diện Swap. Quý vị có thể chọn bất cứ token nào mà quý vị muốn swap. Quý vị có thể đảo ví dụ ở đây tôi sẽ hoán đổi OOE sang Matic thì tôi sẽ để OOE bên trên và Matic bên dưới. Rồi tôi chọn Upload OOE. Một cửa sổ ví MetaMask hiện lên. Quý vị có thể chỉnh sửa cái phí gas. Phí gas ở đây là 0.001659 Matic. Tôi sẽ kiểm tra xem phí gas hiện tại là bao nhiêu. Quý vị sẽ thấy phí rất chi là thấp, 0.00165 Matic, tương đương với 0.00267 USD. Rồi, bây giờ tôi trở lại cái ví. Ở đây tôi sẽ để nguyên, không cần tăng giảm phí làm gì. Tôi sẽ chọn Confirm. Quý vị chờ vài giây. Tiếp theo quý vị chọn vào Swap. Chọn vào Confirm Swap. Một cửa sổ ví MetaMask hiện lên. Quý vị sẽ thấy phí ga đây là phí ga swap, còn cái phí ga ban đầu lúc trước là cái phí để up row. Tôi sẽ chọn vào confirm để xác nhận. Rồi quý vị có thể chờ khoảng 20 đến 30 giây. Rồi quý vị sẽ thấy thông báo swap thành công. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy chia sẻ, like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất.